Hi xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của Tinh Tế và mình là Cáo Trước mặt mình đây đang là chiếc DJI RS3 Pro Đây là một chiếc gimbal khá là pro đi cặp với lại chiếc DJI RS3, một phiên bản thấp hơn Trong cái video này mình sẽ nêu ra 5 điểm mà mình nghĩ là hay nhất Ở trên cái chiếc gimbal này sau khoảng 7 ngày trải nghiệm, xài thử rồi vọt phá rất là nhiều thứ Ok cùng vào video thôi Rồi trước khi mà vào sâu trong cái video này mình sẽ điểm qua một vài cái cấu hình của cái chiếc gimbal này Đầu tiên là về thông số tải trọng nó có khả năng tải 4,5kg full load và cái cân nặng của nó là 1143g thì cái tải trọng và cái cân nặng nó cũng không quá khác biệt so với cái đời RS2 trước thì cái bán tay cầm ở đây cũng kim luôn là cái phần pin của cái chiếc gimbal nó có cái dung lượng là 1950 mAh cho cái thời lượng sử dụng làm liên tục 12 tiếng đồng hồ. Đó là một số thông tin về cấu hình cơ bản của chiếc gimbal này nhưng mà trước tiên thì mình xin cảm ơn vjshop.vn đã có cho mình mượn cái bộ đôi sản phẩm rs3 và rs3 pro để có thể trải nghiệm sớm, xài thử và có nhiều cái bài viết gửi tới anh em thì một chút về vjshop đây ha đây là một cái đơn vị phân phối chính thức của DJI tại Việt Nam và bên cạnh đó cái chuỗi cửa hàng này họ cũng bán rất nhiều thứ liên quan tới uh, hình ảnh và video giống như là camera và ống kính gimbal action cam rất là nhiều thứ luôn và anh em có thể tìm hiểu thêm uh, mình có đặt link ở trong bài viết nha cái điểm hay đầu tiên mà mình muốn nói tới đó là cái gimbal này nó đã được nâng cấp cái chiều dài của em và cái am này vẫn sẽ là Carbon Fiber Như anh em đã biết á, thì RS3 Pro nó sẽ có cùng tải trọng với lại DJI RS2 Cùng là 4,5kg Nhưng mà cái chiếc RS3 Pro này nó được nâng cấp cao hơn, đã hơn Tải được nhiều hơn và những cái máy nó to hơn Là vì uh, cái motor nó được nâng cấp mạnh hơn nè Và cái am nó đã dài hơn rất nhiều và nếu như anh em chưa xem thì anh em có thể tham khảo thêm cái bài unbox của mình. Mình có so sánh thử cái chiều dài em của RS3 Pro cùng với RS2 cùng với RS3 luôn. Thì anh em có thể coi và thấy được là cái em nó dài hơn rất nhiều. Thật sự ra thì trong khoảng một thời gian trải nghiệm vừa rồi mình chưa có cơ hội để mà test thử để mà để những cái máy rất nặng lên trên này và những cái đó là mình đã được coi trên design và mình xem những cái tài liệu về chiếc design RS3 này nhưng cái sự mạnh mẽ của nó được mình cảm nhận và trải nghiệm qua cái chuyện là mình sử dụng những cái chiếc lens đa tiêu cự như thế này. Ở đây là combo Z6 và 2420mm. Mình thường gắn cái cục follow focus lên để có thể thay đổi tiêu cự ngay trong khi mình đang cầm gimbal, mình không thay đổi bằng tay. Và khi anh em thay đổi tiêu cự trên gimbal thì anh em phải cân lại đúng không? Cái chiếc RS3 này nó có thể cân được cái phần lệch trọng tâm nó luôn và mình coi những cái thông số trong màn hình hiển thị thì nó hoàn toàn có thể cân được những cái cảm biến những cái thông báo nó cho mình biết rằng à cái này vẫn màu xanh nó vẫn có thể cân tốt và nó thậm chí là không đi lệch quá phần màu vàng luôn nói chung là cái trải nghiệm về sử dụng mình rất là tốt mình có thể thoải mái và tự tin thay đổi cái tiêu cự ngay trên gimbal luôn rồi một cái đặc điểm nữa mình chưa có nhấn mạnh là cái phần em nó vẫn là carbon anh em à Carbon nó cho mình một cái cảm giác yên tâm hơn Một cái cảm giác nó pro hơn, nhìn vào nó mạnh mẽ, nó đàn ông hơn So với lại là nhựa Và lúc nào mình vậy mình cũng thích kim loại và carbon hơn so với nhựa Cho nên là cái phần em của RS3 Pro vẫn giữ lại được cái nguyên liệu là carbon đó Nó để lại một ấn tượng rất là tốt với mình và mình cực kỳ thích cái chi tiết này cái đặc điểm hay tiếp theo đó là về DJI RF3 Pro nhưng mà phiên bản combo ha nếu như anh em mua phiên bản combo á anh em sẽ có hai cái phụ kiện rất là hay luôn đó là một cái mình đang có ở đây focus motor đó một cái thứ hai Raven Eyes mình sẽ giới thiệu là một chút xíu nha Raven Eyes là cái thiết bị Trimester nó có thể truyền trực tiếp hình ảnh từ máy ảnh nè thông qua gimbal và chiếu ra cái màn hình điện thoại cho anh em coi nó sẽ có một cái phụ kiện để gắn cái màn hình điện thoại ở đây mình rất thích cái ra mình ai này không phải là vì mình có thể xem được cái uh, hình ảnh trực tiếp từ camera mà là vì mình có thể dùng ra mình ai để mà sử dụng cái tính năng active track pro ở trên design red Bar pro đó là cái đáng giá nha anh em anh em có thể sử dụng tính năng active track này khi mà đang đi gimbal luôn ví là anh em chuẩn bị đi một shot gì đó đi center hay là đi post up đi boost in, đi boost out ra hoặc là dolly qua, slider qua các thứ anh em có thể chọn vào và khóa cái tracking ở một vật thể nào đó ở một cái body người ở một cái mắt người mặt người hoặc là ở một, bất cứ một cái vật thể nào nó đều có thể trắc được và cái việc đi game một anh em cực kỳ nhẹ nhàng anh em không cần phải ban không cần phải tiêu anh em chỉ đi đúng theo cái quỹ đạo mà anh em nghĩ ra trước và cái việc ban việc tiêu việc trắc kinh cái khung hình cho nó ngay nó đẹp và nó ngay cái center đó là nhờ anh tiêu rồi. Mặc dù có một cái khuyết điểm là nó sẽ kết nối hơi mệt nên sẽ phải gắn cái cái ramen eyes này đi dây các thứ rồi nói chung là rất nhiều vấn đề nhưng cái trải nghiệm mà nó mang lại thì cực kỳ tốt. Bên cạnh đó là cái cục follow focus mục đích sử dụng là để cho những cái chiếc lens cine những cái chiếc lens mf không có tính năng auto focus nhưng mà năm nay 2022 rồi những cái chiếc máy ảnh như thế này những cái chiếc ống kính cao cấp thì nó có một cái hệ thống lấy nét cực kỳ là tuyệt vời và thường những cái nhu cầu đơn giản như của mình và một số anh em khác họ quay video họ không cần tới cái việc lấy nét bằng tay nó hơi phức tạp với những người dùng bình thường như chúng ta và cái photo focus sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình sử dụng nó để thay đổi tiêu cự trực tiếp ở trên gimbal và mình hiện tại đang sử dụng cách này và mình thấy là ớ, nó hiệu quả và rs 3 lại còn cân tốt nữa thì dạy gì mà không dùng ok và chúng ta có am dài hơn chúng ta có combo với hai phụ kiện cực kỳ tuyệt vời và cái thứ ba mình muốn nói đến là một cái tính năng rất nhỏ Trên cái chiếc gimbal này thôi nhưng mà phải nói mình thấy là nó gọi là đáng giá đáng tiền trên cái DJI RS3 series mới đó là tính năng auto lock ở trên RS3 và RS3 Pro nó có ghi ngay trên những cái trục khóa của cái gimbal luôn nói đơn giản là chỉ cần một thao tác nhấn vào nút nguồn anh em có thể lóc hoặc mở lóc cái gimbal của anh em ở rất là tuyệt vời luôn nói thì đơn giản vậy ha nhưng mà trong cái quá trình sử dụng nó cực kỳ đáng giá anh em à cái lúc mà anh em slip đi anh em slip cái gimbal thì anh em có thể biết chắc chắn được rằng là nó slip chưa và nó mở hay chưa tại vì khi anh em lóc vào nó có hai cái thứ luôn một là phản hồi xúc giác khi anh em cầm vào đây cái auto lock nó sẽ hoạt động những cái motor bên trong và cái tay của anh em nó sẽ cảm nhận được à, một cái tín hiệu là lóc rồi cái thứ hai là anh em có thể nghe được những tiếng click click tiếng của motor đó, là anh em biết là nó đã hoạt động rồi mà nó đã lóc rồi anh em có thể hoàn toàn yên tâm và có những cái phản hồi như vậy để biết được là chính xác lóc hay chưa rất là tuyệt vời đây mình có thể cầm chắc vào trong em như thế này cái thứ hai nữa là nó cho anh em một cái thao tác rất là nhanh khi mà anh em muốn nguồn. Nó tự động đưa về cho anh em cái vị trí uh, xếp gọn như thế này để có thể đi và lúc mở ra. Wow. Pro anh em, trời nhìn đã liền. Uh, ngoài cái chuyện nhanh, cái chuyện tiện ra thì nó còn mang cái tính giải trí nữa anh em à. Mình từ khi mà cầm cái RS3 Pro này với lại cái RS3 á thì mình cứ cầm lên là mình sẽ sử dụng cái tính năng này không vì lý do gì hết. Tại vì nó nó rất là đã, nó làm cho mình cảm giác rất là tin tưởng rất là thoải mái Ok thì đến cái điểm thứ tư ha à, Có một cái mình muốn khẳng định và một cái mình muốn gửi tới anh em á Thì DJI RS3 Pro Nó Pro dành cho dân Pro Nhưng nó không phải là vì cái thân hình này Nó không phải là vì cái cấu hình này mà là vì cái hệ sinh thái là vì những cái gì mà nó có thể tương thích nó có thể làm được mà DJI gửi gắm lên cái chiếc gimbal này như những cái gì mà có tìm hiểu thì DJI họ mang đến sự tương thích với những phụ kiện mới như là lidar rainfinder nè ronin 4 d handrip đi master wheel rồi DJI ford pro đó toàn là những cái uh, thiết bị toàn là những phụ kiện dành cho những người làm video rất pro thậm chí là những cái nhà làm phim bạn thường sẽ không thấy được nó ở trong những cái chỗ làm video dân dụng giống như là tinh tế ở đây hoặc là những cái chỗ những anh em làm sáng tạo thì hầu như là không mua hầu như là họ không có sử dụng tới những cái đó mà chỉ có ở những phim trường chuyên nghiệp nè những cái chỗ mà làm video rất là chuyên nghiệp mới có thôi mình sẽ điểm qua những cái phụ kiện này nó là cái gì trước cái đã thì cái lidar á nó đơn giản thì nó sẽ lấy dữ liệu từ cái cảm biến lidar được đặt trên đó và nó đo đạt nó giả lập ra một cái không gian và nó hiểu được phía trước đang có cái gì và đoạn đang muốn lấy nét vào chỗ nào thì bạn có thể biến tất cả những cái len mf trở thành LED auto autofocus luôn và điều khiển thông qua cảm biến lidar rangefinder đó nó rất là tuyệt vời tiếp theo nó là phụ kiện Ronin 4D hand rip. thì đây là một phụ kiện mới của DJI họ mới ra mắt ha nó sẽ có một cái màn hình hai cái hand hai bên để mà anh em có thể xem màn hình và điều khiển rất rất nhiều tính năng gần như full tính năng ở trên cái mô này anh em sẽ có thể sử dụng những cảm biến gyro ở trên cái màn hình đó và di chuyển cái gimbal nó sẽ đi theo cái hướng mà anh em uh, mong muốn nó sẽ có một cái bánh xe để anh em vặn cái thông số anh em có thể điều khiển menu trực tiếp ở trên cái hand grip này luôn nói chung là khi anh em bỏ cái phụ kiện 4 d grip ở trên tay thì anh em có thể điều khiển mọi thứ từ gimbal này từ xa Tiếp theo là phụ kiện Design Master Wheel Đây một cái phụ kiện phải nói là rất là pro và gần như mình nghĩ là anh em sẽ không biết nó là cái gì Nó sẽ có ba cái bánh xe hoặc là ba cái vô lăng để mà xoay Thì cái người cam ốp họ sẽ ngồi và họ sẽ nhìn vào monitor và theo cái ý đồ của DLP Để mà điều khiển cái chiếc gimbal này xoay theo đúng cái đường đi của cú máy Thì khi mà họ xoay một cái bánh xe tương ứng với một cái trục thì nó sẽ có thể điều khiển được cái gimbal theo ý một cách rất là mượt và từ xa luôn nha anh em thì thường cái phụ kiện này để điều khiển cái gimbal từ những cái vị trí rất khó những cái góc rất cao để lên những cái tay tay bung rất cao ha và hoặc là để trên xe gắn lên trên xe mô tô hoặc là xe ô tô và đang di chuyển rất là nhanh đó thì đó là phụ kiện master wheel Giống như cách mình đang làm ở đây Tính năng mình sử dụng là Ford Mobile Thì cái phụ kiện Ford Pro họ cũng sử dụng theo cách tương tự như vậy Họ sẽ để lên trên đầu một cái một cái chân máy ha để giả lập cái đó, cái chuyển động và thao tác máy như thế này Hoặc là họ sẽ sử dụng để điều khiển ở trên một cái tay bưng rất là dài Nói chung cái phụ kiện này sử dụng cảm biến gyro để mà điều khiển cái chiếc gimbal Và cuối cùng mình muốn nói tới những cái sự thay đổi rất nhỏ thôi những cái cải tiến, những cái mới ở trên RS3 Pro so với người tiền nhiệm. Nhưng mà đây là những cái mình nghĩ là nó rất là đáng giá và đi ra họ đã hiểu được người dùng, họ biết là người dùng muốn gì và những cái tính năng này rất, nó giúp đỡ rất nhiều. Đầu tiên là cái nút gạt chế độ. Ngày xưa lần đầu tiên mình tiếp xúc những chiếc Ronin S, những chiếc Ronin SC đó, nó rất là phức tạp anh em ạ. À mình không biết một cái gì về những chế độ tại vì mỗi một hãng gimbal nó sẽ có một cách gọi khác nhau cho từng cái chế độ của họ thì với DJI RS chúng ta sẽ có là BTF là ban tiêu follow và BF là ban follow và FPV ba chế độ này trên RS2 mình cũng phải mất thời gian để làm quen khi mà phải sử dụng cái nút M để mà điều khiển thì nay trên RS3 chúng ta đã có một cái nút gạt gạt lên gạt xuống gạt ở giữa phải nói là cực kỳ trực quan và anh em có thể hiểu ngay biết ngay được lần đầu tiên sử dụng có thể biết được nó là cái gì và uh, những cái anh em mới và chưa một lần nào sử dụng cái dòng Ronin của design vẫn có thể hiểu và có thể sử dụng tốt được ba cái chế độ này một cái điểm thay đổi nhỏ thứ hai nữa là cái màn hình OLED chúng ta sẽ có màn hình OLED 1,8 inch ở trên cái bộ này viên mỏng hơn cho diện tích hiển thị to hơn và cái Icon nè, những cái text ở trong đây Nó cũng hơi to một chút xíu ờ, Nó mang lại cho mình cái cảm giác là Nó dễ sử dụng hơn Và mình điều khiển nó dễ hơn So với lại DJI RS2 Nhưng mà những cái gì, những cái trải nghiệm mà cái màn hình nó mang lại Nó khá là đợt, ổn đối với mình Thì vừa rồi là năm điểm mà mình nghĩ là hay nhất Ở trên DJI RS3 Pro Tất cả những cái gì mình khám phá Tất cả những cái gì mình trải nghiệm Từ DJI RS3 Pro Một lần nữa mình xin khẳng định lại DJI RS3 Pro á nó pro dành cho dân pro nhưng không phải hoàn toàn là chỉ ở trên cái thân hình này nó từ cái hệ sinh thái nó từ những cái gì mà design họ cho phép nó làm chúng ta có thể bỏ nó lên những cái steady cam bỏ lên những cái cable cam hoặc những cái tay bung nói chung là dành cho những cái môi trường rất là chuyên nghiệp anh em có thể sử dụng và tận dụng tốt tất cả những tính năng của RS3 Pro thì hiện tại ở thị trường Việt Nam RS3 Pro cho bản đơn nó sẽ có mức giá là 21 triệu 200 ngàn và nếu như anh em muốn mua bản phiên bản combo có thêm follow focus này và ramen Eyes một cái transistor để anh em có thể sử dụng Active Truck Pro thì mức giá sẽ là 25 triệu 700 ngàn anh em thấy sao về cái chiếc Rx3 Pro này và những cái điểm, những cái thứ mà nó làm được Hãy cùng thảo luận với mình phần bình luận phía bên dưới Và mình là cáo chuyên làm về camera và những thứ liên quan tới hình ảnh giống như là gimbal ở đây Hãy cùng theo dõi mình để có thêm nhiều bài viết hay nha Xin chào và hẹn gặp lại